Đây là loại đồ chơi có dạng chất dẻo đặc quánh với mùi nhẹ và gây cảm giác ướt khi chạm vào. Nó có thể biến đổi thành nhiều hình thù khác nhau nhờ cấu trúc đặc biệt của chất liệu. Hiện nay trên các trang mạng xã hội có nhiều clip hướng dẫn tạo loại đồ chơi này ngay tại nhà với các nguyên liệu đơn giản như kem đánh răng, nước rửa chén. Tuy slime giúp kích thích sự sáng tạo của các em, nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng với loại đồ chơi này, đặc biệt là với trẻ có cơ địa dị ứng. Nó đã có tính chất tẩy rửa thì nó đi đôi với cái tính chất là kích ứng da. Nếu chúng ta sử dụng trong thời gian ngắn không sao, nhưng nếu mà trong cái thời gian dài thì ngoài cái nó gây đến tổn thương da tay thì có thể nó ngấm vào da và da chúng ta, sau này có thể gây những cái hậu quả lớn hơn là cái viêm da hoặc cái bỏng da. Quý khán giả mua gì ở đâu cần lưu ý, chỉ nên cho trẻ chơi chất dờn ma quái từ 15 đến 20 phút một ngày, không nên chơi trong thời gian quá lâu dài. Bên cạnh đó phải kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ.